Xin chào tất cả các bác, rất vui được gặp lại mọi người trong phiên đồng hồ ngày hôm nay của cửa hàng Kiên Đồ Cũ. Buổi sáng thứ năm ngày 11 tháng 5 năm 2023. Chúc các bác có một ngày mới tốt lành. Tiếp tục trở lại với phiên đồng hồ ngày hôm nay, sẽ tiếp tục mang đến cho các bác 20 mẫu đồng hồ cơ cổ chính hãng đến từ các thương hiệu. Và các bác mình trong quá trình xem video yêu thích chiếc đồng hồ nào chốt đơn cho em theo số điện thoại Zalo 0936050424 em đã ghi ở bên ngoài màn hình nhé. Rồi, và ngay bây giờ em sẽ đi vào phần giới thiệu về các mẫu đồng hồ ngày hôm nay. Em quên mất đó là nhắc qua về các bác cách sử dụng các cái dòng máy cơ cổ như thế này thì các bác lưu ý là các bác tránh nước giúp em nhé. Rồi, chiếc đầu tiên sẽ là một chiếc Longines Conquest, một em đồng hồ đến từ Thụy Sĩ nha. Thương hiệu đồng hồ Longines thì chắc là không cần phải giới thiệu nhiều nữa rồi đúng không các bác? Đây là một thương hiệu quá là nổi tiếng rồi. Đây sẽ là một chiếc Longines với màu mặt đen và em này sẽ có cái mặt nền thiết kế theo kiểu vân lụa. Này các bác nhìn này, vân lụa nha, rất là sáng. Cọc số trải tia, có cài đá đen và có một ô cửa lịch góc 3 giờ. Toàn bộ phần thân vỏ bên ngoài trên này sẽ là vỏ thép không rỉ. Đây sẽ là phần thân vỏ bên ngoài này, rất là sáng bóng nha. Đó. Nốm zin nguyên bản này. Trên này sẽ có size mặt là 35. Size 35 không tính nốm. Cái form mặt rất là dễ đeo cho các bác nha. Em đeo lên tay này. Longines Conquest, máy cơ tự động đến từ Thụy Sĩ. Nốm có nấc để chỉnh lực nhanh, rất là tiện cho các bác trong quá trình sử dụng nhé. Ngoài ra thì chiếc này cũng có hỗ trợ thêm cả cơ cót tay nữa. Máy cơ tự động và có hỗ trợ cơ cót tay. Cho các bác cùng ngắm bộ máy bên trong của chiếc Longines này nha. Bộ máy nguyên bản của Longines Thụy Sĩ này, 25 chân kính. Trên phần bánh đà thì sẽ có khắc biểu tượng cánh chim đại bàng rất là quen thuộc của thương hiệu này. Đó. Máy đã được lau dầu và căn chỉnh ổn định rồi. Mã số 1 ngày hôm nay, Longines Thụy Sĩ, có giá là 6.880.000 này. 6.880.000 là các bác chốt đơn cho em theo số điện thoại 0936050424 nha. Và bên cửa hàng Kiên thì sẽ có hai hình thức thanh toán dành cho các bác. Cách thứ nhất là các bác có thể đặt cọc từ 200.000 một đơn trở lên. Bên em sẽ gửi hàng qua bưu điện và các bác thanh toán nốt phần tiền còn lại cùng với tiền cước cho bưu tá. Cách thứ hai là các bác chuyển khoản hết thì bên em sẽ bao phí vận chuyển ạ. Qua chiếc thứ hai này, Technos Super Crown, máy cơ tự động đến từ Thụy Sĩ. Một cái thương hiệu rất là cao cấp và nổi tiếng của Thụy. Đây sẽ là một chiếc Technos mang cái form vuông cạnh bầu. Kim trên này là kim dạ quang nha, kim dạ quang. Có một lịch này. Toàn bộ các phần cọc số được thiết kế theo kiểu cọc số dạng khối. Thân vỏ thép, nốm zin và mặt đáy thì đây là đáy bắt quái nha, có khắc tên thương hiệu Technos Worldwide ở dưới đây. Em này thì chiều ngang sẽ là 36.5 cùng với chiều dọc là 42 này. Form lớn nha, rất là dễ đeo, em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Đây sẽ là phần mặt của chiếc Technos này. Super Crown, bộ máy cơ tự động, có hỗ trợ thêm cả cơ cót tay. Dây khóa zin nguyên bản. Đó. Rồi, và đây sẽ là bộ máy bên trong của em đồng hồ này ạ. Là một bộ máy cơ tự động nguyên bản của Thụy Sĩ nha. Trên này 25 chân kính. Phần máy thì sẽ có phần vành tóc này là vành tóc gai ạ. Đó, vành tóc gai cổ điển. Máy em này là máy 2472, một bộ máy ETA của Thụy Sĩ. Zin toàn bộ 100% luôn nha. Và ngày hôm nay thì cho các bác có thể sở hữu ngay chiếc Technos Super Crown này với giá chỉ có 2.580.000 thôi ạ. 2.580.000 ạ. Các bác chốt đơn em mã số 2 nhé. Phần nốm có nấc để chỉnh được nhanh đấy ạ. Zin nguyên bản toàn bộ 100% từ phần dây khóa. Tiếp tục qua mẫu số 3. Qua mẫu số 3 sẽ lên cho các bác đó là một chiếc Vostok Vostok. Cái phiên bản này nó là cái phiên bản Kawasaki này, còn gọi là Vostok, cái dòng thống đốc. Ở đây thì các bác có thể thấy được cái biểu tượng kinh khí cầu, biểu tượng kinh khí cầu nha, và ngôi sao 5 cánh nằm tại vị trí góc 12 giờ này. Một chiếc Vostok quân đội cực kỳ chất luôn, niềng này, niềng số thể thao, cọc số học trò và có một lịch. Đặc biệt là cái màu mặt của em này nó sẽ là một cái màu xanh. Size mặt 40, size 40 nha. Thân vỏ bên ngoài sẽ là vỏ thép không rỉ. Ở mặt đáy này thì sẽ có các biểu tượng mặt trời trên biển Đông của thương hiệu Vostok ở đây. Đó, em đeo lên tay nha. Quá là chất luôn rồi. Em này còn giữ được tình trạng cũng như là độ mới cực kỳ tốt luôn. Núm cổ chai, các bác sẽ xoay ra bên ngoài nha, và lên cót theo chiều xuôi kim đồng hồ để các bác có thể lên cót cho chiếc này. Máy cơ lên dây 17 chân kính. Và khi mà các bác lên cót rồi thì các bác lưu ý là mình xoay lại vị trí ban đầu nhé. Đó. Cách chỉnh kim, đây các bác kéo, xoay ra sau đó kéo thêm một nấc nữa để chỉnh kim nha. Em này còn zin nguyên bản cả phần dây khóa nữa. Đây sẽ là một chiếc dây khóa cao su. Đó, cao su nha. Zin nguyên bản của đồng hồ Liên Xô. Một chiếc Vostok thống đốc cực kỳ chất. Và ngày hôm nay các bác có thể sở hữu ngay chiếc đồng hồ này với mức giá chỉ có 1.280.000 thôi ạ. Chốt đơn em mã số 3, 1.280.000 ạ. Mã số 3 ngày hôm nay nha các bác. Tiếp tục qua mẫu số 4 này, Lucien Picard Dupontor. Thương hiệu đồng hồ Dupontor là một trong 4 cái dòng đồng hồ chính của thương hiệu đồng hồ Lucien Picard, một thương hiệu đồng hồ cổ cao cấp và cực kỳ là nổi tiếng của Thụy Sĩ nha các bác. Đó. Chiếc Dupontor này thì nó mang một cái dáng dấp rất là cổ điển của những năm thập niên 70-80 này. Thiết kế phần chân càng được nới rộng và sẽ là một cái form dài như thế này. Thân vỏ bên ngoài toàn bộ sẽ là vỏ vàng cùng với mặt đáy inox. Ở đây có khắc tên thương hiệu Dupontor by Lucien Picard ở đây. Toàn bộ các cọc số nổi, kim cọc vàng và có một ô cờ lịch 2 ngăn góc 3 giờ này. Chiều ngang em này là 34 và chiều dọc là 39 ạ. Ngang 34 và dọc là 39 nha các bác. Là một chiếc Dupontor nó mang cái nét mộc mạc cổ điển, rất là đặc trưng của những chiếc đồng hồ châu Âu xưa. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Đó. Bộ máy cơ tự động và ngoài ra là có hỗ trợ thêm cả cái cốt tay nữa nha các bác. Còn đây là bộ máy bên trong này. Đây sẽ là bộ máy vàng hồng nha, máy vàng hồng nguyên bản của Dupontor, 17 chân kính. Đó, máy vàng hồng rất là đẹp. Đã được căn chỉnh ổn định, máy chạy chuẩn giờ. Kim cọc hoạt động tốt. Bộ lịch trên này sẽ là lịch 912 ạ. Dupontor, thương hiệu đồng hồ cao cấp và nổi tiếng của Thụy Sĩ. Mã số 4 có giá là 2.580.000 này. 2.580.000, chốt đơn em mã số 4 nhé. Qua mẫu mang đến cho các bác một chiếc Technos máy cơ tự động đến từ Thụy Sĩ. Đây là một chiếc Technos thuộc phiên bản Polaris. Cái phiên bản này thì sẽ có cái màu mặt này là màu xanh nha. Kèm theo đó là toàn bộ cái phần mặt sẽ được tạo hình thành những cái đường gân tỏa tia ra bên ngoài như thế này. Đó. Cọc số cài đá trắng và có một lịch góc 3 giờ. Chiều ngang chiếc này là 35 và chiều dọc là 41 này. Thân vỏ thép, đáy bắt quái. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm nha. Nói chung chiếc này thì cũng còn giữ được tình trạng tốt. Máy đã được lau dầu. Đó. Tình trạng hoạt động ổn định. Bộ máy cơ tự động và ngoài ra là có hỗ trợ thêm cả cơ quát tay nữa. Những cái dòng mà có hỗ trợ quát tay thì trước khi đeo các bác cứ lên đầy quát tay đi. Thì cái trữ lượng cốt nó có rất là thoải mái cho các bác đeo trong ngày nhé. Rồi mã số 5 ngày hôm nay Zalo đến các bác với giá chỉ có 2.080.000 thôi ạ. Một chiếc Technos, một thương hiệu cao cấp của Thụy Sĩ này, 2.080.000 mã số 5. Thương hiệu đồng hồ Hamilton. Đây sẽ là một chiếc Hamilton máy cúc áo ạ, một trong những cái bộ máy cực kỳ là cao cấp và nổi tiếng của thương hiệu đồng hồ Hamilton. Em này đặc biệt là còn zin nguyên bản từ phần móc khóa luôn ạ. Đây các bác có thể thấy là móc khóa này, form mặt tròn. Cái phần chỉ số của em này thì được thiết kế theo kiểu là đan xen giữa các cọc số mũi tên và số học trò. Thân vỏ bên ngoài là vỏ thép không rỉ. Đáy có khắc tên thương hiệu Hamilton ở đây. Và phần núm zin nguyên bản nhé. Size mặt chiếc này sẽ là 35, không tính núm ạ. Size 35 không tính núm. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Hamilton Thin-O-Matic, máy cúc áo tự động. Và ngoài ra là có hỗ trợ thêm cả cơ cót tay nữa. Toàn bộ cái phần dây khóa của em này là được người ta khâu thủ công nha các bác. Dây khóa khâu thủ công ấy, rất là mềm, da phần da cực đẹp luôn. Còn đây sẽ là bộ máy bên trong nha. Đó, máy vàng hồng nguyên bản của Hamilton Thụy Sĩ này, một bộ máy cúc áo cực kỳ là độc đáo. Đây sẽ là cái phần bánh đà này. Đó, cái phần bánh đà nó rất là nhỏ. Đây chính là cái điều hay độc đáo của cái mẫu Hamilton cúc áo này. Rồi và bác nào yêu thích chiếc đồng hồ này chốt đơn em nha, với mã số 6 ngày hôm nay có giá là 4.180.000. 4.180.000 ạ, mã số 6. Số 7 tiếp tục lên cho các bác một em Rado McKenzie, một chiếc Rado M đến từ Thụy Sĩ nha. Form mặt vuông cạnh bầu. Toàn bộ cọc số có cài đá đen và một ô lịch góc 3 giờ này. Em này sẽ có size mặt là 37, chiều dọc là 39, vỏ thép không rỉ. Ở phần mặt đáy này thì sẽ có khắc biểu tượng Rado 3 cá ngựa ở đây và phần nốm zin nguyên bản nha. Còn đây sẽ là bộ máy bên trong nha các bác. Máy em này thì xuất sắc rồi, đẹp gọi là không tí vết luôn, không có một cái vết bụi thời gian nào. Thật sự luôn, cái người chủ cũ người ta gìn giữ cực kỳ tốt. Đó. Với một chiếc đồng hồ tuổi đời đã hơn 50 năm như thế này mà bộ máy lại còn giữ được gọi là như hàng nóp, hàng mới tinh tình như thế này nữa, quá là tuyệt vời rồi. Phần dây khóa sẽ là dây lụa linh kiện nha, dây linh kiện. Đó. Bộ máy em này thì máy tự động, có hỗ trợ cót tay này, tình trạng hoạt động tốt, đã được lau dầu. Bạn nào thích chiếc này chốt đơn với mã số 7 ngày hôm nay. Đó, ngày hôm nay em có Zalo đến các bác. Mỗi đồng hồ Rado M này với giá chỉ có 2.380.000 thôi ạ. 2.380.000 ạ, mã số 7 nha các bác. Gruen, máy cơ tự động đến từ Thụy Sĩ này. Đây sẽ là một chiếc Gruen cổ điển hàng sưu tầm cho các bác. Phong cách độc lạ. Cái form của em này rất là dày luôn nha các bác. Xem nào. Chiều dày là 14 ly luôn nha. Em này chiều ngang 30, gọi là 40 luôn rồi. Size ngang 40 và size dọc 44. Đó. Cái form mặt sẽ là một cái form mặt vuông tivi với màu đỏ mận, kim cọc vàng và ô lịch góc 3 giờ này. Nói chung phần thân vỏ bên ngoài thì có sự hao mòn của thời gian. Đây, lớp vỏ vàng thì bọc cực kỳ dày dặn. Mặt đáy thì có khắc tên thương hiệu Gruen ở đây nha. Đây sẽ là một chiếc đáy inox. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Rồi rồi, các bác nào mà yêu thích mấy cái phong cách độc lạ của những cái dòng đồng hồ cổ như thế này thì các bác sưu tầm em này quá là hay luôn. Bộ máy cơ tự động và có hỗ trợ thêm cả cơ quát tay với 17 chân kính. Đó, bác nào muốn sưu tầm em đồng hồ này chốt đơn nha, mã số 8 với giá là 1.680.000 ạ. 1.680.000 mã số 8 ngày hôm nay nhé. Cornavin, một chiếc Cornavin của Nga, form máy cơ siêu mỏng, rất là sang trọng và lịch thiệp. Thân vỏ vàng nha. Ở đây thì em thấy có chuyện là được bọc vàng 22K gold fill cơ. Đáy inox. Mặt em này sẽ là cái màu mặt vàng tỏa tia. Toàn bộ phần chỉ số thì sẽ được khía trực tiếp ở trên cái phần mặt nền nha. Em này size mặt 35. Nó size 35 không tính núm ạ. Em sẽ đeo lên tay cho các bác cùng ngắn này. Đây sẽ là phần mặt của chiếc Cornavin này. Mặt cực kỳ sang luôn nha. Bác nào mà thích mấy cái kiểu mà phong cách nó thanh lịch và sang trọng một chút thì đây sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời cho các bác đấy ạ. Lớp vỏ vàng 22K gold fill, cực kỳ dày dặn và đẹp, không hề bị hao mòn cũng như là có cái màu bã trầu đâu ạ. Bác nào yêu thích mẫu này chốt đơn mã số 9 với giá chỉ có 1.480.000 thôi là các bác có thể sở hữu ngay chiếc đồng hồ bọc vàng 22K của Liên Xô này rồi. Mã số 9 ngày hôm nay nha. Tiếp tục này, lên cho các bác mã số 10 sẽ là một chiếc Slava, máy cơ lên dây 26 chân kính. Thương hiệu Slava là một thương hiệu cũng khá là cổ điển của Liên Xô đấy. Đây là thương hiệu thứ hai được mệnh danh là đồng hồ sản xuất cho quân đội. Cái form mặt sẽ là cái form mặt bắt quái hai lòng, có một lịch cọc 3 giờ. Cọc số La Mã cổ điển. Size mặt là 39. Đó, form mặt lớn nha. Cổ tay to các bác đeo thoải mái luôn ạ. Em lên tay cho các bác cùng ngắm này. Đây sẽ là phần mặt của em này. Đó. Cái màu mặt thì sẽ làm cái màu vàng đồng và đây là cái màu lên dầu tự nhiên theo thời gian nha. Toàn bộ được lên dầu tự nhiên. Các bác yêu thích mẫu đồng hồ này chốt đơn và với mã số 10 nha, 1.580.000. 1.580.000 ạ, mã số 10. 11 này, lên cho các bác một em đồng hồ đến từ thương hiệu Raketa, hàng sưu tầm, giá bình dân thôi. Em này thì sẽ có cái phần mặt niềng là mặt niềng vàng, thiết kế kiểu đa giác. Màu mặt hai màu đen trắng và có một lịch góc 3 giờ nha. Đây sẽ là phần thân vỏ bên ngoài này. Đó. Chiều ngang là 37 cùng với chiều dọc là 45. Bộ máy cơ cốt tay, cơ lên dây. Đó. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm. Raketa. Mã số 11 này tặng các bác với giá là 580.000 thôi ạ. Cho các bác sưu tầm nha. Em này thì thiết kế với cái dáng máy cũng khá là độc đáo này, lạ mắt. 580.000 cho chiếc số 11 ngày hôm nay ạ. Tiếp tục qua mẫu mang mã số 12. Đây sẽ là một chiếc Slava của quân đội Liên Xô nha. Cái mặt em này thì gọi là hơi có sự lên dầu theo thời gian một chút xíu này. Số học cọc số trải tia và có một lịch cọc 3 giờ. Toàn bộ cái phần mặt niềng bên trên này thì được thiết kế với những đường vân tỏa tia ra bên ngoài. Ở dưới đây thì em thấy có khắc triện là được bọc vàng ao 10 này. Đó. Thân vỏ vàng và mặt đáy inox. Chiếc Slava có chiều ngang là 37 và chiều dọc là 42. Bộ máy cơ tự động. Máy cơ tự động và ngoài ra là có hỗ trợ thêm cả cơ cốt tay nữa. Đó, em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Slava quân đội. Em này thì sẽ có hai núm nha, góc 2 và 3 giờ với bộ là lịch bơm. Đó. Ấn vào phần núm như thế này để chỉnh lịch nhá. Rồi mã số 12. 1.780.000 năm này ạ. 1.780.000 và chiếc đồng hồ Liên Xô cổ này nha. 13 tiếp tục lên cho các bác một em Polros. Thương hiệu đồng hồ gọi là quốc dân của đồng hồ Liên Xô rồi đúng không ạ? Rất là nổi tiếng. Đây sẽ là một chiếc Polros mặt đen, kim cọc vàng này. Ngoài ra thì cái ngoài cái phần mặt niềng này còn được tạo hình với những cái đường vân xoắn tạo điểm nhấn rất là bắt mắt cho phần mặt. Đây sẽ là phần mặt đáy này. Em này thì theo em nhận thấy là có sự xuất hiện của những vết hao mòn theo thời gian ở phần mặt cạnh dưới này. Đó. Mặt bên trên thì có một vài cái điểm chấm thôi. Size mặt trên này là 34. Size 34 nha các bác. Bộ máy cơ lên dây với 17 chân kính này. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm ạ. Bạn nào yêu thích trên này chốt đơn nha. Mã số 13, giá 1.480.000. 1.180.000 nha. 1.180.000, mã số 13 ngày hôm nay. Em tiếp tục qua mẫu nha và mang đến cho các bác một chiếc Polrot. Và đây sẽ là một chiếc Polrot nó khá là cổ điển, dáng trứng xưa nha. Toàn bộ phần thân vỏ bên ngoài sẽ được bọc vàng au 20 và người ta có chuyện ở phía đáy này. Đáy inox. Đó. Cái màu bên ngoài thì sẽ là một cái màu hơi xỉn một chút xíu. Đây là cái nó đi lên cái màu bã trầu rồi nha các bác. Đây nhìn này. Nó lên cái màu bã trầu như thế này. Cái này mà các bác mình đánh bóng lại cái phần vỏ đi một chút để nó đẹp hơn thì em này đeo cực đẹp luôn nha. Cái màu mặt trắng và được tráng thêm một cái lớp men bóng nữa, chống bụi rất là tốt. Có một lịch góc 3 giờ. Có lịch góc 3 giờ nha. Em này chiều ngang sẽ là 36 và chiều dọc là 40. Ngang 36 và dọc là 40. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Bộ máy cơ lên dây với 17 chân kính. Máy đã được lau dầu rồi. Bạn nào yêu thích mẫu này chốt đơn với mã số 14, có giá là 1.180.000 nhé. 1180, mã số 14. Tiếp theo này, 15 lên cho các bác một em Edox dòng máy Kingstar. Edox Kingstar nó là cái dòng phiên bản cao cấp của thương hiệu đồng hồ Edox này. Chiếc này sẽ có cái màu mặt kiểu xanh vỏ đỗ nha các bác. Toàn bộ phần cọc số là các cọc số nổi, kim cọc vàng và có một lịch góc 3 giờ. Thiết kế em này thì nó mang cái nét độc đáo rất là chất luôn, chém vát hai bên viền cạnh. Toàn bộ phần thân vỏ bên ngoài thì sẽ được bọc thép, là vỏ thép sáng bóng luôn nha, rất là sáng. Ở mặt đáy này thì có khắc cái biểu tượng của thương hiệu Edox ở đây. Em này chiều ngang là 36 và chiều dọc là 41. Nói chung đây cũng là một cái form mặt dễ đeo đấy ạ. Bộ máy cơ tự động và ngoài ra là có hỗ trợ thêm cả cơ cót tay nữa. Nốm có nấc để chỉnh lịch nhanh. Đó. Bạn nào yêu thích chiếc Edox này chốt đơn nha. Mã số 15 có giá là 1.780. 1.780 nha, mã số 15. 16 này, Polrot. Máy cơ lên dây 17 chân kính. Một chiếc Polrot với màu form mặt vuông tivi và màu mặt nâu hổ phách. Em này sẽ có hai núm nằm tại vị trí góc 3 và góc 8 giờ này. Đây là một bộ lịch bơm nhé. Thân vỏ vàng au 10, bọc vàng au 10 này, có triện này. Ở cái phần viền cạnh bên trên này thì hơi bị hao mòn một chút xíu. Đáy inox. Với form mặt size lớn ấy. Em này có chiều ngang là 38 cùng với chiều dọc là 45 nha. Ngang 38 và dọc là 45. Bộ máy cơ cót tay với 17 jewel. Đó. Lịch thì là lịch bơm rồi. Em sẽ lên tay này, đeo lên tay cho các bác cùng ngắm. Cái này các bác có cổ tay to đeo đẹp lắm luôn đấy. Đó, mặt hổ phách khi ánh sáng chiếu vào thì cái màu mặt nó sẽ sáng lên như thế này rất là đẹp. Rồi nha, mã số 16 ngày hôm nay này. Có giá chỉ có 1.080.000 thôi ạ. Giá rất là tốt. Cực kỳ bình dân luôn. 1.080.000 trên này. Mã số 16 nhé. Tiếp tục qua mã 17. 17 cũng là một chiếc Polrot. Em này sẽ có màu mặt đỏ huyết. Đó, bộ máy cơ lên dây với 23 chân kính. Có một lịch góc 3 giờ. Phần chân càng được nới rộng và ở đây có chuyện được bọc vàng au 10 này. Vỏ vàng au 10 nha. Đáy inox. Cái form thì khá là vuông thành bến cạnh đấy. Chiều ngang 34 và chiều dọc là 40. Ngang 34 và dọc là 40 nha. Em đeo lên tay các bác cùng ngắm này. Bộ máy cơ lên dây với 23 chân kính. Đó, thân vỏ vàng, máy cơ cốt tay. Dây em này sẽ là dây lụa nha, dây linh kiện, dây lụa linh kiện. Đó. Em này mã 17, giá 1.680.000 này, 1.680.000. 18 lên cho các bác một chiếc Paketa. Em này thì phong cách nói chung là chất, mặt hai lòng. Em này sẽ có hai cái màu xanh và vàng này. Toàn bộ đều là các cọc số nổi dạng khối. Thân vỏ bên ngoài của em này thì toàn bộ là vỏ đã lên màu bã trầu nha. Tuy nhiên thì nó không bị cái bị vết hao mòn đâu. Nó chỉ lên cái màu bã trầu, nó hơi xỉn màu một chút xíu thôi. Đáy inox. Đó. Chiều ngang là 36 và chiều dọc là 42. Ngang 36, dọc 42. Bộ máy cơ cót tay. Đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Đó. Paketa. Em này mã 18 nha, giá 1.480.000. 1.480 ạ. 19 này, một chiếc Raketa của đồng hồ Liên Xô. Đây sẽ là một chiếc Raketa cổ. Giá chỉ có 580.000 thôi. Đó. Một trong những cái phiên bản Raketa được sản xuất vào đầu những năm thập niên 70. Chiều ngang là 37 và chiều dọc là 45 nha. Máy cơ cót tay đã được lau dầu, 580.000, mã số 19. Hai mươi sẽ lên cho các bác, đó là một chiếc Slava, máy tự động 27 chân kính. Em này sẽ có màu mặt huyết, có hỗ trợ cót tay nữa. Mặt nó hơi lấm tấm vết bụi thời gian. Chiều ngang là 37 và chiều dọc là 44. Đó. Thân vỏ vàng và mặt đáy inox. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm nhé. Slava. Zalo các bác trên này mã số 20. Đó, 1.680.000 cho chiếc Slava máy tự động có hỗ trợ cót tay đến từ Liên Xô này. Và chiếc đồng hồ này cũng đã kết thúc video của em ngày hôm nay ở đây rồi. Cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi phiên đồng hồ ngày hôm nay của cửa hàng Kindle cũ. Chúc các bác có một ngày mới tốt lành. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những phiên đồng hồ tiếp theo nhé.